Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình và Mia Thanh Ezi đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Top Game 20 ngày nhé. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mang tên là Amore Kitten. Thì chúng ta sẽ điều khiển một con mèo và đi chống lại cả một lũ zombie. Tựa game này hoàn toàn là miễn phí trên Android, nhanh anh em có thể tìm theo tên và tải về và chơi. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, mình sẽ vào phần campaign này. Chúng ta đang ở cái chỗ này đúng không? Đi qua từng thành phố một, thành phố lớn này và một cái khu vực ở núi đá. Đúng không? Đây, đây chiếc con mèo của mình. Mình đang cầm khẩu súng lục à? Không có bắn được cái này không ta? À, nó có một chiếc máy này. Rồi, rồi, rồi. Nào, nào, nào. Ở đây. Chiếc máy. Ôi, chiếc máy rồi. Bắn thôi, mình sẽ bắn thôi. Từ từ nhá, lấy thêm đạn nào. Ở đây nó sẽ có các cái hòm này. Không, cái cột rồi. Cái này cái gì ta? Cái này sẽ bắn được này. Nổ, à, được, mình hiểu rồi. Nó sẽ có những cái trụ nổ ấy nhá. Nào, mình sẽ tiêu diệt 110 con zombie nha em ạ. Đơn giản thôi. Nào vào đây. Nổ hết. Đây là, nó sẽ chuẩn bị lao từ đây này. Nhấn vào đây. Zombie này. Sợ, mèo như một cười với trường. Nào, vào đây. Ok, lấy thêm cái gì đấy? Cái 10 là cái gì nhờ? Các em có nâng cấp được vũ khí không ra? Chắc được đấy. Nổ, à, cái đấy phải đợi bọn nó đông đông thì xong rồi cho nổ một phát. Chúng ta thêm bình xăng này. Đạn gì đó. Tăng tốc độ à? Hay cái gì đấy? Phá hủy tất cả, à, laser. Cái này là cái gì là cái nhầm của nó ấy. Cái mưu là gì đấy? Còn như là năng lượng máu hay sao ấy. Và mình đã đầy máu rồi nên mình không cần nữa. Thêm đạn này. Mình đã có hơn 1000 viên đạn. Ô. Chạy. Có vật ngoài hành tinh. Cái này không chỉ có zombie nhưng mà còn có vật ngoài hành tinh ấy. Nào, vào đây. Vào đây. Xong nhiệm vụ rồi. Và chúng ta có thể là nâng cấp được vũ khí không? Chắc chắn là nó sẽ cho mình mua vũ khí hoặc là mua cái gì đó. Nào, armor đây, vũ khí đây, đây vũ khí đây. Nâng cấp này, lựa chọn 200 à? Ồ, mình có hơn 1000 điểm cơ. Homes SMG này. Ồ, con này khá được. Cái gì đấy? Khẩu súng lục côn xoay à? 1000 này. 3000, ồ, AK. AK-3K-47 này. Rồi mình sẽ dùng cái này đi. Cái này hơi yếu này, chúng ta dùng cái này luôn. 200, lựa chọn luôn. Nào, ammo. Mình đang có đây là các cái quần áo á. Quần áo con mèo. 10.000, 5.000. Thôi rồi, mình ta hơi dùng cái này đã. Rồi, cái này xem quảng cáo để sẽ được. Nào, let's go. Có súng mới rồi. Và mình sẽ có khoảng 1.000 viên đạn. Cưa. Có 3 lần cưa nữa cả. Một phát này. Trời ơi. Vào đây. Ui. Súng ấy bắn sướng quá trưởng ạ. Vào đây. Chết cạn nào. Cái đấy để mua nhá. Cái em hiểu cái cục năng lượng như ở tiền ấy. Lại ở tiền này. Cho cái bắn nó chính xác rồi. Tiết kiệm đạn mà, tại vì mình có khoảng hơn 1000 viên thôi. Nếu mình nâng cấp thì chắc là sẽ nâng cấp được công cũng như là nâng cấp được thêm cái băng đạn ấy. Tốc độ thay đạn không? Cái này không cần thay đạn. Súng hơn 1000 viên bắn tẹt bô luôn. Robot pass. À, mình cần phải là tìm các cái mảnh robot anh em ạ. Rồi rồi. Sẽ là cái gì đây? Bắn nhanh vãi chuồng. Nào vào đây. Chúng ta tìm mảnh robot. Này này. Chúng ta có 5 mảnh robot rồi. 5 trên 10. Thêm đạn này. Thêm máu này. Cái này đang máu rồi. Cái uống sữa chuẩn luôn. Chúng ta thay cho máu. Vào đây. Chết hết. Đấy là ngay chút chưa. Bây giờ nó vào gần. Nó vào gần. Chúng ta sẽ bắn chiều thôi. Nhìn nhận thêm được 10 đồng tiền nữa. Chúng gọi là cột năng lượng đi. Ô hổ, đi ngược. Đi ngược. Úi dồi, đạn 630 luôn.
Ngon. Cái này mình sẽ quăng cóp lên khoảng 5k. Bonus set. Cái này live Facebook các thứ cơ. Từ từ mình sẽ không để sau thì con mèo này nhìn trông khá hay ra. Đây nâng cấp đây. Nâng cấp đây. Nâng cấp máu này. À, tốc độ di chuyển này, độ chính xác này, crit crit damage này, item drop, cơ hội là kiểu lucky ấy. Money drop rate này. Mình thì cần cái thôi phải mình sẽ nâng cấp sau đây. Mình muốn mua khẩu súng xịn hoặc là mua cái giáp xịn hơn ấy. Vào đây. Rồi, đúng rồi, như thế này đấy. Như thế đấy. Đông quá. Xong luôn kìa. Mình cho vắt nổ cái là xong hết bọn này luôn. Nó bắt mình là mua thôi, không có gì nhiều. Cái vũ khí xịn của nó sẽ là khoảng 3k súng này, mình AK 3K47 này. Mình nghĩ mình sẽ dùng mua khổ đấy. Phải robot cho vòng 45 giây. Ok. Cố lên, nó phá robot. Nào, vào đây. Mình không có tên lửa hay có gì nhờ. Bảo vệ robot ạ, khó chịu vãi trưởng à. Nhiệm vụ như thế này. Này biến hết ra ngoài ấy. Hết cả rồi. Cho phải có vũ khí, còn 12 giây nữa mình không đi đâu được. Cho không thể đi đâu được. Yếu quá. 5 giây, cố lên. Bắn hết vào nó. Xong. Đi hẳn 1000 luôn và mình sẽ đi mua khẩu AK. AK đi. Cái gì đấy? 100 vs 100. Chú, cái gì đây ta? Ghê vậy? Không biết là cái gì? À, Go and Magic. Cái này là game phép thuật mà. Đây. Sao lại có nhiều súng lắm. Đây là bộ giáp rồi. 20.000, 30.000. Đây là bộ nhiều bộ giáp lắm anh em ạ. Campaign à? Tiếp tục đi campaign thôi. Chúng ta đang ở cửa nào vậy? Trong vòng 3 giây, trong vòng 3 turn này. Vẫn sẽ ngân hẳn đúng không? Nè, cái gì đấy? Wow, có bọn quái vật gì đây? Có mấy con cá mập à? Cái gì đây? Bắn nhầm. Xong luôn. Giản là mình được thưởng thêm 2000. Cái này kiếm vàng nhanh hơn rất là nhiều anh em ạ. Nhưng mà mình phải xem quảng cáo quá nhiều luôn. Lot mobile này. Nâng cấp lên, chúng ta nâng cấp cái tiền kiếm được này lên này, có vẻ hay hợp lý này. Item drop này. Mình sẽ cần hai cái này. Rồi, ok. Khả năng tiền kiếm được và khả năng rơi ra các item. Ok. Nào, nó chơi được mấy giây rồi. Đã xong. Di chuyển nhanh vãi trưởng à. Tấm xét là di chuyển nhanh như sao ấy. Vào đây, súng này. 8 viên. Nó chơi được 7 giây nữa. Điên cuồng. Càn quét điên cuồng luôn. Vào đây. Cái này mình có thể là cắn quét được mà. Và ấn nhầm ra cái hướng khác. Lấy đạn. Đây. Đồng đấy. Vào đây. Mèo giải cứu. Đồng này.
thì đông để vào đây để rồi lùi lại bắt nó. Ôi có 22 trên đấy thôi, đang sơn tìm 60 Evin, 60 cái con cơ, tìm 60 con Evin đấy đi thoải mái thôi, không có tiến lên, nó không cho mình tiến luôn đấy, đông quá. 33 trên 60 Evin rồi, 36 rồi, 36 vào đây cảm lũ rồi. Wow, nhìn có khẩu súng chưa? Xót ra đây thôi. Wow. Xót ra nó sướng vãi trưởng rồi đấy. Mình hết xót ra rồi. Mình có hết máu rồi này. Có máu không? 58-60 rồi, sắp đầy rồi, sắp được rồi. Hết quay này mình sẽ xong. Thằng kia xong, hoàn thành cái nhiệm vụ. Không nhận là lâu. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong kế tiếp của Top Game Hay mỗi ngày. Bye bye.